em ăn nhiều lắm. Một bữa cơm của em ăn tới 4-5 chén rồi đó thôi. Hai gói mì, 3/4 cái bắp cải với lại thêm một cái trứng nữa. Nghe hơi bị bối rối gì các tường ơi. Chị cũng bối rối nữa. Mời bạn Nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu. Dạ, em tên là Nguyễn Bá Pháp. Dạ, em năm nay em 27 tuổi. Em làm nghề tài xế. Dạ, em đến thành phố Hồ Chí Minh. Quận mấy? Dạ, em ở quận Tân Bình. Dạ. Mời bạn nữ giới thiệu. Em xin chào chị Cát Tường nha, anh Quỳnh Linh. Em tên là Đỗ Phương Thủy. Em đến từ xứ sở Suri, Gò Công, Tiền Giang. Dạ, năm nay em 26 tuổi. Em làm quản lý website với lại chuyên về marketing, làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình có khuyết điểm hay là có tật xấu gì không? Dạ, em ăn nhiều lắm. Ăn nhiều tốt mà em. Dạ, một bữa cơm của em ăn tới 4-5 chén đó thôi. Cái này hơi dữ à. Ăn dữ vậy. Dạ, một lần em ăn mì phải là 2 gói mì. Trời ơi. 3/4 cái bắp cải với lại thêm một cái trứng nữa. Trời ơi. Mà em phải hút sạch nước luôn. Chỉ cần lấy cái khăn quẹt qua một cái là coi như có thể làm úp. Anh là năng dữ lắm, anh ăn gói rưỡi mệt em ăn 2 gói luôn hả? Dạ. Nhưng sao dễ thương mà. Ủa có tập thể dục gì không em? Dạ, em tập được 1 tuần chị. Xong rồi cái em nghỉ luôn. Ăn dữ vậy luôn, ăn thiệt đó thiệt luôn. Hồi kỳ đó em đi ăn thôi. Em ăn thôi nôi, con của anh bạn á. Em ăn có 3 bàn, em ăn khoảng 4 tiếng đồng hồ. Mà em ăn mà mấy anh ngồi chung bạn em nói trời, từ lúc mà vô giờ á, ngoại trừ lúc em uống ra thôi là lúc nào em cũng thấy em ăn. Nhắm nuôi nổi bạn không? Bạn Nam thấy sao bạn Nam? Nghe hơi bị bối rối gì các tường ơi. Chị cũng bối rối nữa. Anh ơi, nhắm nuôi em nổi không? Em ăn nổi thì em nhắm anh nuôi sẽ nuôi nổi. Nãy giờ anh tưởng tượng cái người bên kia thế nào? Quá sức tương tượng. Nói đại hơi mập đi. Chưa chắc em, có nhiều người ăn nhiều lắm nhưng mà không có mập nổi. Dạ, quan trọng là cô ấy chơi thể thao, tập thể dục là... Đúng rồi. Không có, chơi thể thao có 1 tuần bỏ luôn rồi. Hy vọng mà nếu tới em thì có thể tập thể dục cùng em cũng được. Anh có chơi thể thao gì không anh? Thể thao thì môn nào anh cũng biết chơi hết á. Em chỉ biết cầu lông thôi hả? Anh cũng biết chơi môn đó nữa. Hai người rủ nhau đi đánh cầu lông đi. Ôi, chứ ăn quá mà không có vận động chết luôn á. Nhìn qua bệnh, nói đi. Em về mẫu người của bạn trai của em á. À, cao 1m7. Đẹp cỡ Kim Gia Quân á anh. Có 2 răng khểnh dễ thương lắm. Anh không có răng khểnh em ơi. Vậy hả? Biết anh quá có rồi. Nguyên một hàng răng khểnh luôn. Nhà em có 2 đứa con gái à. Em muốn có một bộ bạn trai á mà biết chăm lo cho gia đình. Với là em cũng muốn gần nhà nữa. Để tiện chăm lo cho trai với mẹ luôn. Là giờ mai mốt là tính lập nghiệp ở thành phố hay là tính đi về quê? Dạ, em định lập nghiệp ở thành phố. Ủa mà bạn trai bển cao mét nhiêu? Dạ em cao 1m7 chị. Nặng nhiêu ký? Dạ em nặng đó em cưng là 58 kg, giờ thì em biết nhiêu ký thôi. 58 mà bên đây 85. Em đặt ra cái mẫu người bạn trai mà em muốn tìm là người như thế nào? Dạ, tính tình điềm đạm, chín chắn mà vui vẻ nữa chị. Tại vì mẹ em thích vui vẻ lắm. À anh ơi, anh có nói nhiều không? Anh không có nói nhiều em ơi. Dạ tại em nói nhiều lắm, anh nói nhiều nữa nó không lại em đâu. Em thích một mẫu bạn trai là đừng có nói nhiều quá, khoe khoang hay khoác lác á chị. Đừng có sến xúa quá. Anh ơi, anh có nói ngọt không? Anh không có nói ngọt đâu em ơi. Anh dạ. Nghĩ sao nói vậy à? Dạ, em nói ngọt em chịu không nổi, em nổi hết da gà lên à. Trời ơi, phụ nữ thường ta thích đàn ông ngọt ngào với mình sao em không thích? Ai mà nói ngọt ngọt với em á, cái em thấy nó gì kỳ vậy, thấy nó giả tạo sao á. Em ơi, anh nhớ em quá, vậy là được không hay là không? Ngọt hết da gà lên. Ủa vậy rồi giờ sao vậy? Nhớ nhưng mà nói hình như anh hơi nhớ em. Vậy được rồi đúng không? Dạ, chắc được anh. Trời ơi. Trời đất ơi, cô này cũng lạ dữ à. Cao gì? 1m7, 1m7 phải không? Dạ em chào chị Cát Tường. Có ốm không chị? Ờ em không thích ốm. Trời ơi. Hồi nãy nó bắt rồi thôi. 58 kg. Đi chơi bạn gái rồi bạn gái mệt rồi xỉu có ẩm nổi không? Ẩm nổi gì? Chị bồng em bồng lên liền. 85 85 kg bồng nổi em cổng. Yếu vậy đứng lên coi. Em thử cô bé qua em bồng luôn à. Chút bồng phải không? Bồng luôn. Được à, đàn trai cũng ngon lành à. Ngon đẹp trai mà. Để anh coi coi. Trời ơi sao mập dữ vậy? Tròn quay. Chắc còn 99 mấy chứ đâu. Nếu như anh này anh thỏa thuận hết với em được rồi, khoảng bao lâu mình tiến tới hôn nhân? 2 năm. Nhà trai muốn 1 năm mà. Rút luôn, 1 năm. 1 năm luôn hả? Trả giá em vậy. Những yêu nhau là được ha. Dạ. Trời dễ thương nè. Để xem chuyển tình thế thế nào nha. Cái này ổn không? Ổn không? Ổn ổn ổn. Em có đi với ai không? Dạ, em đi với mẹ, bà ngoại, với lại em gái, với 3 đứa bạn nữa. Dạ, chào cô, chào bác, chào ngoại. Chào cô Cát Tường. Dạ. Chào chú Hiền Linh. Dạ, chào ngoại. Ngoại thấy tình hình cháu rể tương lai thế nào ngoại? Thấy cũng hiền,
đẹp trai, vui vẻ. Thôi vậy được rồi đó bé Thị. Bà ngoại ok rồi đó. Bà ngoại ok rồi đó. Nói gì với ngoại đi. Ngoại ngoại có yêu cầu gì không? Yêu cầu là nếu sau này có thành thì phải thương cháu ngoại của ngoại, lo cho gia đình. Sau này mà cô ấy tốt mà thật lòng với con á thì con hứa với ngoại con sẽ chăm sóc cho cô ấy suốt cuộc đời này nếu mà con tiến tới. Hay quá. Cảm ơn con. Được không ngoại? Cảm ơn. Được. Mẹ mẹ của Thủy ơi. Cô nghe vậy thì cô cũng an tâm rồi. Cảm ơn cô rồi, nhiều. Cảm ơn cô. Rồi bạn trai đi với ai? Dạ em đi với mẹ của em. À, có mẹ bạn trai đi nữa. Rồi, chào cô. Chào MC Cát Tường và MC Huyền Linh. Chị là mẹ của Võ Pháp. Theo chị thì thấy bé đây thì cũng được. Mà chủ yếu chị khoái mẫu người con gái là rất là lễ phép đàng hoàng. Chứ còn về mặt chị ăn nhiều hay là hoặc cái gì ấy, không thành vấn đề với đối với chị. Đúng rồi, ăn nhiều đúng không? Dạ cái đó con làm được. Cô rất là thương con dâu. Phát nó cũng có quen một người bạn gái tới nhà chơi thường xuyên. Lâm rất thích. Cô dạy cho từ nấu ăn món này món kia vậy đó. Thôi đừng kể nữa nha, đừng kể dùm sao. Thôi giờ hai bên thông gia tương lai rồi mình tới mình bắt tay nhau cái làm quen đi. Đó đàn trai qua kìa đó. Trời ơi. Quá dữ luôn, bữa nay là coi hạnh phúc lắm. Rồi giờ là quan trọng là hai bạn chuẩn bị tinh thần đó nha. Kéo màn. Chào chị. Dạ, chào anh. Bắt đầu. Hôm nay chúc mẹ sinh nhật em. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wow. Em cảm ơn anh. Phải hôm nay là ngày sinh nhật của em đúng không? Dạ, đây bó hoa đầu tiên em nhận trong ngày sinh nhật luôn á, 26 wow. tháng qua. Sao? Mập không? Nổi không? Dạ nổi chị. Dạ, nãy nói đòi ẩm mới gã. Nên cho phép anh sẽ ẩm. Ẩm thiệt vậy đó. Thôi hát hết bài luôn đi đi. Hát hết bài luôn nha. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sinh nhật ấn tượng quá ha. Rồi. Sinh nhật khó phở quên thiệt. Rồi bây giờ nói cảm nhận gì về ngày sinh nhật hôm nay của em với chàng trai này? Cảm thấy là rất là vui. Nếu mà được thì sau chương trình này anh có thể dắt em đi sẽ làm cho em ấn tượng ngày hôm nay. Wow. Em cảm ơn. Dạ em cảm thấy anh sao? Bình thường. Ủa anh chạy xe vậy á rồi sao ta? Định hỏi gì em quên mất tiêu rồi. Vậy là còn bối rối trong tình yêu rồi. Bây giờ chưa nói được gì, nãy giờ nói gì coi như bỏ qua đi. Thôi hát bài nào đó tặng quấy đi để cho tinh thần nó trở lại như cũ rồi. Xuất sắc luôn. Em ơi lời dừng anh nữa đi, em hãy nhìn vào mắt anh này. Anh sẽ rất hạnh phúc. Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì, vì cần em hứa trọn đời yêu anh nhé. Rồi, cảm ơn quá bạn. Ý nghĩa. Nhưng sao mà anh rung quá vậy? Anh hay bị rung lắm, mà rung tới nơi nó hát đi một nẻo mà âm nhạc một nẻo đó. Người ta có cảm xúc nó cũng rung hát luôn á. Đúng em. Dạ. Thôi bây giờ mình tâm sự đi nha. Anh, em đi chơi nhiều lắm á. Em đi chơi với bạn bè thì bình thường không sao em. Nếu mà đi chơi với bạn bè em á, anh có thể hòa nhập được không? Anh không có phân biệt cách đối xử hay là mình làm thế này, người kia làm như thế nào. Thì anh không quan trọng vấn đề đó. Quan trọng chủ yếu là mình sống vui vẻ, hòa đồng là được. Thường lái xe á, thường quen nhiều lắm. Cho nên em cũng hơi sợ. Không, em nói lái xe quen nhiều, nhiều người làm văn phòng cũng quen nhiều với em. Quan trọng tính cách của mỗi con người của mình thôi. Nhiều văn phòng nhiều khi cũng quen ba bốn người vậy. Văn phòng nào mà quen ba bốn người. Đừng đối thừa cho người ta mấy người coi văn phòng. Ta mắng luôn á nha. Ta nói câu trên được á, tùy theo con người, thôi. Đừng đổ nói là văn phòng quen ba bốn người, dưới đây ta làm văn phòng nhiều lắm á. Em có dự định gì con cái này kia gì đó? Con cái thì em chỉ hai đứa là đủ. Em muốn ba đứa luôn. Đầu á là em sẽ sinh một đứa, sau là em sẽ sinh đôi. Trời ơi, tính luôn vậy đó hả? Em chịu là anh chịu. Nổi đặt tên con luôn chưa? Dạ chưa. Bạn trai chuẩn bị rồi đó, đúng không bạn trai? Tên gì nói thử thôi, đừng đặt tên Quyền Linh nha. Dạ không, em tên Pháp. Nếu em có con gái thì sẽ đặt tên là Ý. Còn nếu đặt để con trai? Để đứa đặt Mỹ. Con trai? Con trai thì em chưa nghĩ tới. À vậy là thích con gái trước phải không? Còn bạn gái? Em thích tên Linh. Ánh Linh. Tưởng nó Quyền Linh giật mình. Được á. Chờ hát tỏ tình lại với ảnh được rồi đó. Em hát dở lắm, tại vì em là người đầu tiên hát karaoke được 0 điểm. Ủa có luôn á hả? Dạ có. Em xin mời anh đi về quê ngoài một lần thôi. Nơi em chào đời ngoài ru bồi hồi.
bao xăm xong. Thôi được rồi. Thôi hết giờ được rồi vậy. Những gì mình đã trò chuyện, thể hiện cũng đã hết rồi. Chúng ta tiến đến giây phút rất là quan trọng, đó là nhấn nút. Suy nghĩ thật kỹ và quyết định. Một, hai, ba. Hết thời gian. Wow. Bấm nút rất nhanh lẹ và dứt khoát. Dứt khoát, hai người bấm cái rúp. Nào. Em làm gì cũng phải nhanh lẹ, nhanh gọn lẹ. Đúng rồi, thủ tục nhanh gọn lẹ luôn. Nắm tay hung. Thủ tục là như vậy. Từ phải xin bà nội ngoại. Dạ, xin ngoại. Dạ, dạ, con xin bà ngoại, con xin bác. Nếu mà đi tới cô ấy thì con xin hứa. Đi tới cô ấy là gì? À, đúng quá. Lại, bình tĩnh. Nếu mà con sẽ tới hôn nhân được cô ấy, con sẽ chăm sóc cho cô ấy đến trọn đời. Hai bác yên tâm. Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống Cinevox, 212 lý chiến thắng. Và đây là một chiếc thẻ thanh toán quốc tế GCB đến từ Nhật Bản, trị giá 1 triệu đồng. Các bạn có thể vừa đi xem phim vừa mua sắm. Đem cảnh này cho thẻ mà. À, hiểu rồi ha. Quà tặng dành cho hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây là bộ ráp và bao gối cao cấp hiệu Lotus đến từ Thái Lan. Hy vọng là hai bạn sẽ sớm báo tin mừng cho chúng tôi nhé. Cặp rất là xứng đôi. Một dán bóc gì đó thì mình chăm sóc bạn xíu là được. Trời ơi, không làm như cây kiểu như vậy chăm sóc. Yêu cầu đơn giản quá. Nói chuyện của em là theo như dân gian gọi là hơi cọc lóc. Anh có ngại ở rễ không? Có rễ là được cưng lắm. Tôi cũng đang say trong cái niềm hạnh phúc của họ và mong rằng hạnh phúc đó sẽ tiếp tục ở cặp đôi thứ hai này. Em đang suy nghĩ hoài, không hiểu sao ăn được 4-5 chén cơm mới để về ăn thử. Hả Mang? Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi, mình giới thiệu về mình đi em. Rồi đi bạn. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh và chào cả mọi người. Em tên là Nguyễn Thị Thúy Diễm, hôm nay em 27 tuổi, công tác tại ủy ban xã. Em ở từ Bình Dương tới. Rồi. Em làm trong ủy ban làm về gì em? Dạ, em là công chức văn phòng thống kê em. Còn bạn? Dạ, em chào anh Quyền Linh với chị Cát Tường ạ. Em là Nguyễn Ngọc Hiếu, em nay 28 tuổi và đến từ Bình Định ạ. Hiện em đang làm quản lý cho một công ty chuyên về bên ghế sofa ở Bình Dương ạ. Ồ, cũng ở Bình Dương luôn hả? Dạ. Làm việc ở Bình Dương, quê ở Bình Định. Vậy là được rồi. Bạn mong muốn đi tìm một người yêu như thế nào? Em thì chỉ cần là người yêu của mình chung thủy, không có lừa dối, biết chăm lo cho gia đình, lỡ phép. Coi như đó anh. Như đó thôi đó hả? Dạ, đơn giản. Chiều cao thước tất, dáng dốc thế nào? Em thì em không có quan trọng vấn đề đó. Em chỉ muốn một người là kiểu như chăm lo cho gia đình thật sự thôi. Chứ còn dáng bóc gì đó thì mình chỉ cần mình về mình chăm sóc lại xíu là được rồi. Trời ơi, không làm như cây kiểu như vậy. Yêu cầu đơn giản quá. Bạn nữ thấy được không? Dạ được. À, bạn nữ mình giới thiệu về mình chút xíu đi. Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ, chứ duyên thì em cũng gặp nhiều duyên lắm rồi. Mình không có chữ nợ. Nhưng mà mình có đặt ra cái chuẩn mình muốn tìm một người chồng tương lai là người như thế nào? Thì người đó biết lo lắng cho con của mình là ba mẹ được. Vậy thôi. Đặc biệt là không hút thuốc. Em không chịu được cái mùi thuốc á. Bạn trai mình có hút thuốc không bạn? Dạ thì đôi lúc thì trong công việc áp lực thì lâu lâu em hút một điếu. Nhưng mà nếu như mà bạn nữ đó thì yêu cầu em bỏ thuốc thì em có thể bỏ được vậy. Bỏ luôn đi ha. Dạ đúng rồi. Rồi mình có đặt ra cái mẫu hình lý tưởng như thế nào không em? Thì phải cao hơn em, mà người tròn tròn xíu. Tròn bên đây tròn. Cũng tròn lắm á. Tròn không Linh? Tròn, tròn chữ y ý á. Còn điều gì nữa không? Mình cứ nói luôn để coi bạn trai đáp ứng được không? Phong cách thì ăn mặc lịch sự. Mà có một điều nói là sợ chú Quyền Linh hơi giận. Cái gì mà sợ chú Quyền Linh giận? Nói đi con. Nếu mặc đồ tay áo sơ mi á thì nên đóng thùng. Tại vì nếu mà còn trẻ mà mặc áo sơ mi mà không đóng thùng em nhìn thấy em già lắm. Chú già rồi chú khỏi đóng quần con. Ủa bên đó đang bận cái đồ gì vậy? Áo sơ mi bỏ áo trong quần. Mà vậy được rồi. Mà chiều về bỏ mới bỏ. Ủa nãy giờ mình chưa nghe tình trường của bạn trai nha. Mình có kinh nghiệm gì trong tình yêu chưa bạn? Dạ em thì trải qua hai mối tình chị. Tại vì gia đình đó là kiểu như chưa gặp em nhưng mà không chấp nhận em. Ủa kỳ vậy? Không chấp nhận lý do gì? Tại vì bố mẹ cô ấy là biểu là bắt cô ấy lấy người gần, người quen á, ép buộc cô ấy quá nên là cô ấy nên chia tay với em một năm. Nếu như hai bạn là đồng ý thì mình bao lâu mình tiến tới hôn nhân được, bạn trai? Em thì có một năm hay một năm rưỡi cũng được chị. Ý em sao?
Em cũng bao lâu cũng được. Rồi sao hai người này dễ vậy? Mình có tật xấu gì không? Mình kể cho bạn trai nghe luôn. Cách nói chuyện thôi à. Nói chuyện của em là theo như dân gian gọi là hơi cọc lóc. Ờ, chị cũng thấy vậy á. Mình biết khuyết điểm mình vậy thì mình không cố gắng nói cho nó dài dài chút xíu, đầu đuôi xíu. Dạ, tại tính em ít nói. Em muốn hỏi anh, ý là anh làm ở chỗ nào của Bình Dương? Anh đang làm ở Bến Cát, khu đô thị công nghiệp Mỹ Phước 3. Em cũng ở Bến Cát, từ đó anh em cũng vẫn mười mấy cây. Để hai chồng mua rồi. Được rồi, để chị qua chị coi mặt giùm cho mà điều. Nhưng em có cái điểm nào tối kỵ không thích ở đàn ông không, ngoài cái chuyện hút thuốc? Phải có chính kiến riêng của mình để biết tự lập. Vậy ha, rồi giờ ngoại hình là sao cũng được đúng không? Dạ. Không có tiêu chuẩn gì hết trơn đúng không? Dạ, đừng lùn. Em chào chị. Được không? Ừ, rồi mình đi qua đây bà còn kèm theo đứng lùng. Cao như cao 1m67. Cao 1m67. Trời ơi, cái gì vậy nè, đưa cái tay coi. Sao để cái móng tay chi dài dữ vậy? Em đứng một ngón chị, do trong công việc có nhiều lúc có vấn đề. Được nhiều quá. Dạ không. Công việc gì mà có vấn đề gì? Khiều, khiều hồ dán da đó. Phải không? Khiều gì? Có cái điều gì bạn không có thích ở người phụ nữ không? Miễn là về nào, biết quan tâm gia đình, dù nó không biết nấu ăn được, em thì biết nấu ăn. À, biết nấu ăn, sẵn dạ. sàng phụ vợ đúng không? Dạ, em thì chăm sóc cái bạn gái nhiệt tình. Em nói được là em làm được, còn những gì em không làm được thì em không nói. Ừ. Dạ. Đã nói là làm. Dạ. Vậy cũng được rồi. Nhưng mà em nhát lắm chị. Mẹ mà nói câu á, mày kiếm vợ sao mà kiếm hiền hiền xíu chứ đỡ gì mà bị hiếp á. Ai hiếp ai? Thì em có vợ gì, vợ anh hiếp em. Hiếp em hả? Chưa chắc à. Mặt mày dữ lắm mà nha. Không, thì ai cũng nói là mày dữ đó. Nhưng mà khi mày tiếp xúc với em được một thời gian anh, thì người ai nói em sao mà hiền dữ à. Nhưng khi tao thấy dữ tao cũng sợ á. Đúng rồi đó. Có em cười lên rất là hiền nè, cười rất là dễ thương. Thành ra gặp ai cười trước em đâu đâu nè. nhìn mặt cười coi. Đó. Ừ, cười hiền nè. Người có nét lắm chứ bộ. Nhớ nha không? Giấu cái ngón tay vô nha. Mà đến xem đàn gái thế nào chứ em. Cái này là cái gì, nãy nói gì về cải thiện. Thiện là được. À, trời ơi, chào em, dễ thương quá. Anh bên đây đúng là nhút nhát lắm. Có thể là về em sẽ cầm chịch đấy. Em sẽ là người giữ cửa đấy. Thích không? Thích chồng mình mà hơi nhút nhát hơn mình không? Không, em thích bạn trai em mà phải mạnh dạn. Mạnh dạn hả? Anh định hơi nhút nhát á. Không sao, anh từ từ cũng quen. Vậy được rồi. Bây giờ mình xem ý kiến của người nhà như thế nào. Hôm nay bạn gái có đi với người thân không? Em đi với nhỏ em, gái út của em, với lại hai chị đồng nghiệp và hai người bạn thân. Rồi, đâu em gái út của em đâu? Rồi, chào em. Dạ, con xin chào cô Cát Tường với chú Quyền Linh. Rồi, chào con. Chào con. Con thấy con? Anh bên kia như thế nào? Dạ, cũng được. Cũng được, rồi sao thấy mặt con có vẻ không được vậy? Tại vì con nghe anh ở Bình Định, con hơi lo. Lo sao con? Khó nói quá. Sao nói đại đi con. Nói đại đi con. Chị muốn một người có chính kiến riêng của mình, bản thân có thể quyết định được cuộc sống của mình, không có phải nghe bất cứ ai nói cái gì hết á. Anh có làm được điều đó không? Được, cái đó thì anh làm được. Những lời anh nói ra thì anh làm được. Anh mới dám nói. Nhưng mà còn về gia đình anh thì bố mẹ anh thì rất thoải mái. Nói là anh ưng ai thì cưới người đó, chứ không có ràng buộc. Ví dụ như anh có lập gia đình trong này thì vợ chồng sống trong này đúng không? Có con thì lâu lâu rồi dẫn gì đó bình thường không sao hết. Vậy anh có ngại ở rể không? Vậy em thì có 4 đứa con gái cho nên là có rể là được cưng lắm. Cái này thì cũng hơi khó mà. Ủa thì mình vậy? Tại vì đó là em cũng làm ở trong này mà. Em làm thì ở gần đó. Ở rể đâu có sao đâu, ảnh hưởng với chuyện đó đâu. Dạ thì ở đó thì em nói là không sao hết. Bình thường. Không sao, ở được không? Được. Ủa nãy em nói sao? Nhưng mà nhà 4 gái đừng có bắt nàng anh là được à. Anh lo tưởng nó không được chứ. Tới ra được con, được, được nha con. Còn hỏi gì nó nữa đi, hỏi nữa, thoải mái. Yên tâm chưa? Anh có thể lái xe du lịch được không? Không, cái đó thì anh chưa học. Nhưng mà sau này thì sao học? Cái đơn giản. Nhà em mai cũng có bằng lái xe du lịch hết đó. Không có xe. Thì từ từ mấy người có bằng chỉ cho người không có bằng. Dễ mà, chuyện đó dễ, còn gì nữa không con? Chị hai của em á, chị thích tìm tòi sáng tạo. Chị thích học cao hơn nữa. Anh có nhắm nuôi nổi không? Đâu, cái này chưa, bữa nay gặp rồi. Gặp đối thủ rồi. Thì kiểu như là mình, anh làm ở đây. Thì chị cũng vừa học vừa làm ở đây mà. Nên là nổi. Tiếp tục. Em chỉ hỏi giỡn thôi chứ chị hai em nhắm được thì chị hai em mới học. Trời.
Dễ thương quá. Đúng là dễ thương. Bữa nay gặp đối thủ hỏi rồi. Thôi, vậy hỏi xài xong rồi ha. Vậy là ổn chưa? Ổn chưa? Đỡ lo chưa con? Con muốn nghe ý kiến của mấy chị làm chung cơ quan với chị nữa. Trời nữa ơi. Hả con? Dạ, chào mấy chị luôn. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Mới vừa nhìn thì cũng như anh Quyền Linh nói là nhìn bạn ấy gương mặt rất là dữ. Nhưng mà qua cái cách tiếp xúc á, thì bản thân em nhìn thấy là bạn trai cũng là được trai, nhìn cũng phong độ, có vẻ hiền chứ không dữ như cái vẻ mặt ở bên ngoài. Hai bạn hãy cho nhau một cơ hội và hãy bấm nút tìm hiểu nhau để thời gian sau mình có thể tiến tới tương lai dài hơn. Rồi, cảm ơn chị nhiều. Bạn. Bạn trai, bạn có ai đi vai không? Dạ, em của em với đồng nghiệp của em ạ. Rồi, chào em. Em xin chào chị Cát Tường và anh Nguyên Lên. Em là em họ của anh Hiếu. Anh của em rất là hiền, nhìn gương mặt bề ngoài như vậy thôi chứ bên trong rất là thật thà. Em thấy bạn gái bên này rất là dễ thương, cũng thật thà. Em nghĩ rằng hai bạn nên cho nhau một cơ hội để tiến tới tìm hiểu nhau. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ chúng ta sẽ kéo màn cho hai bên gặp mặt với nhau. Nhớ nha, bốn chị em đều có bốn cái bằng lái xe đó nha. Rồi, chúng ta hãy nhìn thẳng vào nhau và nói chuyện bạn. Em thấy anh như thế nào? Có hợp với là mẫu người của em chọn hay không? Thì mới đầu em cũng hỏi em là thích mẫu người giống ai, nó giống anh Tim thì nhìn thì cũng giống anh Tim rồi đó. Còn cái điều mà hút thuốc thì em phải yêu cầu anh bỏ. Cái này thì anh bỏ được. Này anh hứa trước mặt mọi người với em á. Rồi. Rồi, bạn Nam cảm nhận thế nào về bạn gái? Thấy bạn ấy hiền và hợp với tính cách của em này, thẳng thắn, anh em thích điều đó. Cái nhìn đầu tiên như thế nào? Dạ em thấy dễ thương ạ. Em thấy có cái gì nó thay đổi trong trạng thái trong con người của em không? Dạ có. Có, phải thú nhận quay đi. Cái này khó nói lắm anh ơi. Em nghĩ sao mà nói vậy chứ sao có. Ví dụ 5 rưỡi nữa có đủ khả năng hai người có thể kết hợp được ở riêng hay không? Rồi tính cho mình sinh con ra mình lo cho được hay không? Nãy các em gái bạn nữ nói thì ở rể có rể được hay không? Thì đó với em là bình thường. Được, em làm quản lý lương của em ở trong này á thì cũng ổn định rồi. Trong thời gian mình làm đó thì có thể mình mua đất đai ở trong này. Em thì em chỉ cần anh có ý chí phấn đấu cho cái tương lai của mình. Chứ duyên em thì gặp nhiều rồi nhưng mà không có nợ, biết đâu em với anh là có nợ với nhau. Biết đâu được, hết thời gian. Rồi, đặt tay vào nút bấm đi bạn. Bây giờ là giây phút chúng ta quyết định. Bấm nút là cho đồng ý hẹn hò trước mắt gia đình, bạn bè, người thân và khán giả truyền hình. Suy nghĩ cho kỹ. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Lo cho em lắm á, thật á. Mạnh mẽ lên chút xíu nữa. Nắm tay nhau đi hai bạn. Hùng gái. Bây giờ bạn nữ không cho. Bắt buộc phải không? Các bạn đã đồng ý, bấm nút, các bạn đã đồng ý. Để thấy hả? Tim đập mạnh hơn. Đó, thôi phải thể. Nói như vòng vo mà hút thì lẹo quá ha. Thôi chúc mừng. Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Chúc các bạn sẽ có thời gian tìm hiểu kỹ hơn. Đây. Và đây là một chiếc thẻ thanh toán quốc tế JCB đến từ Nhật Bản. Giá trị 1 triệu đồng, các bạn có thể vừa xem phim vừa có thể mua sắm. Chúc các bạn thật nhiều hạnh phúc. Quà tặng dành cho hai bạn, nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây là bộ ra và bao gối cao cấp từ nhãn hiệu Lotus, nhập khẩu từ Thái Lan, gửi tặng hai bạn. Nắm tay nhau thật chặt và chúng ta đi xem phim. Nắm tay em thật chặt, giữ em thật lâu. Cũng tốt, nhưng chỉ có tật xấu là hút thuốc thôi. Tôi tin dữ. Em thiệt mà. Có gia trưởng không? Không. Có lăng nhăng không? Không. Nhậu nhẹt không? Có. Công việc của em là đa số là vô tiếp nhiều thành phần nên cái đó là có. Bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ hai người tham gia chương trình ngày hôm nay. Chàng trai đã vào đúng vị trí của mình rồi, còn cô gái đâu ạ? Xin chờ Cát Tường một chút xíu thời gian thôi nha. Rồi, mời em dạ.
Rồi, rồi hai bạn có thể mở mặt nạ ra được rồi đó. Hello, chào anh trai. Chào chị. Rồi bây giờ bạn gái đang ngồi đối diện mình qua một trái tim. Bây giờ anh hãy giới thiệu lớn lên, rõ ràng cho bạn gái biết nghề nghiệp, tên tuổi, quê quán của mình ở đâu. Em xin chào Văn Nguyên Trình, chào chị Cát Tường, chào Văn Nguyên Tập đang ghi phim. Em tên là Phạm Ngọc Điệu, quê của em là ở Quảng Ngãi. Rồi. Hiện tại là em đang kinh doanh và hàng ăn uống ở đường Nguyễn Thị Định. Ồ, làm ăn uống luôn. Ăn uống về cái gì? Em bán hủ tiếu. Năm ngoái em có lên một quán nhậu mà một mình em làm không nổi nên em bỏ. Tiếp làm tục. Chủ quán luôn, làm đầu bếp luôn. Dạ. Wow. Bây giờ chuẩn bị em đang đóng một chiếc xe để chuẩn bị tháng 8 em ra chương trình giò heo rút xương nữa chị. À, chương trình giới thiệu món ăn. À, bao nhiêu tuổi? Dạ em sinh ngày 20/6/1984. 5 tuổi, đúng con dê luôn rồi đó cưng. Diệu dê. Con chuột chị. Sao? Sinh năm tháng 4 là con chuột. Vậy hả? Tôi đâu dạ. biết đâu. Sinh ra con chuột hả? À. Rồi em gái nghe đủ thông tin của bạn Diệu rồi ha. Rồi thế còn em. Chào các chị Cát Tường, cho em tên là Phạm Thị Thu Hà. Năm nay em 33 tuổi, hiện tại em đang là nhân viên công nghệ thông tin. Em là người gọi là người làm đẹp cho các cái phần mềm hay là website. Ừ, quê mình ở đâu cơ? Dạ em ở Đắk Lắk. Đắk Lắk. Hiện nay mình đang sống ở chỗ nào? Dạ hiện tại em đang ở quận Tân Bình. Rồi những điểm mạnh điểm yếu của em là cái gì? Điểm mạnh của em là người rất là nhiệt tình và có trách nhiệm. Có trách nhiệm với công việc, với gia đình. Còn điểm yếu của em là em không thích đám đông cho lắm. Em hơi run khi gặp đám đông. Hơi rụt rè ha. Dạ. Mình còn có cái tật xấu gì không? Hay là có cái điều gì đặc biệt nữa không trong cuộc sống của mình? Em hơi nguyên tắc á. Cái gì mà đã quyết định hay là đã nói ra thì sẽ làm cho tới nơi tới chốn. Có bảo thủ không? Có một chút ạ. À, thấy cái nét này là có vừa nguyên tắc vừa bảo thủ nữa. Điểm xấu, điểm tốt của em là cái gì? Em thì cái gì cũng bình thường, cái gì cũng tốt. Em chỉ có tật xấu là hút thuốc thôi. Tự tin dữ. Em thiệt mà. Có gia trưởng không? Không. Có lăng nhăng không? Không. Nhậu nhẹt không? Có. Công việc của em là đa số là vô tiếp nhiều thành phần nên cái đó là có. Vậy sao nói cái gì cũng tốt hết? Tật xấu là thuốc với rượu mà giờ em nói chứ xong có chị khó tướng. Rồi một ngày làm việc của em là như thế nào? Em làm từ 5 giờ tới 2-3 giờ đêm. 5 giờ sáng tới 2-3 giờ đêm? Dạ 5 giờ chiều. Còn đi chợ búa lúc nào? Chợ búa thì alo, cần gì alo đem tới nhà. À alo đem tới nhà. Chuẩn bị em ngủ dậy là khoảng 2 giờ em làm tới 5 giờ xong. À coi như buổi sáng là ngủ, tới 2 giờ dậy, nấu nướng tới 5 giờ, xong ra bán tới 2 giờ. Không phải như cứng nhắc như bạn này phải không? Giờ giấc cũng có thể du di đúng không? Dạ đúng rồi, do mình phải phục vụ khách hay là... Nhưng tôi đang lo một chuyện nè. Giờ đó là cái giờ đi chơi nè, giờ hẹn hò bạn bè nè, yêu đương nè. Rồi như vậy rồi mới mốt có bạn gái rồi cái giờ đó rồi bây giờ làm nói sao? Nói chung là do bạn gái bên kia với mình giữa hai bên mà mình sắp xếp thời gian thì có lẽ em két một tuần nghỉ một ngày hoặc hai ngày gì đó. Ủa, ok. Là nghỉ bán hay là nhờ người bán phụ? Nghỉ bán cũng được mà nhờ người bán phụ cũng được. Ghê. Em nỡ lòng nào cái tiệm ăn của người ta và em biêu đạo biểu đóng cửa. Nói chung là em vui lắm chị ơi. Chị là chịu mấy người vậy đó, dám chơi dám chịu. Em trước tiên chị thấy là rất hợp với anh này về tính cách. Tại vì sao? Bù trừ cho nhau. Anh này chịu chơi phóng khoáng đúng không? Giờ giấc không cần quan trọng, em thích là anh xuất hiện. Ngược lại em hơi nguyên tắc về cái giờ giấc công việc. Trừ mình sao cưng? Dạ thì em cũng có hai mối tình. Một mối tình là hồi học đi học thì cách đây cũng lâu rồi. Quen nhau cũng được 2 năm. Thì sau đó thì chia tay vì không hợp với tính cách, cái cách sống đó. Thế còn em tình trường sao? Trời, nói chung em từ nhỏ lớn giờ chỉ biết làm và đi học. Bớt giỡn anh. Em vô đại học năm 2 em mới có người mối tình đầu tiên chị. Là có mấy mối tình rồi? Dạ ba. Ông nói mình tưởng đâu rồi đó, giờ ông chưa có mối tình nào. Chị chưa nghe em nói hết rồi sao? Thôi đừng có lừa tôi nữa, rồi nói hết đi. Ba mối tình, rồi mối tình sâu đậm nhất là mối tình nào? Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất đó với em. Ngày đó em còn đi học, em không có yêu đương. Lo làm đủ làm ăn không à, kiếm tiền em tự lập mà. Nói em cũng chưa muốn yêu đương, do còn đi học mà em đâu có muốn. Rồi mối tình đó kéo dài được bao lâu? Dạ kéo dài cũng được 1 năm. Rồi vì ngoài đó gia đình không cho đi nữa, do cô bé đó cũng còn có một mình cổ à. Gia đình cũng còn phong kiến, không chịu cho con lấy chồng xa. 5-6 năm sau mới quen một người, sống ảo. Cũng như sống không tình, không thật thà, không tình cảm á, sống kiểu lợi dụng á chị. Mối tình thứ ba cũng thế, rồi cuối cùng em ở dài luôn đến bây giờ luôn. Kết thúc cái mối tình thứ ba là cách đây bao lâu? Khoảng 4 năm. Là 4 năm nay là ở không đó, dạ. Lo làm ăn không đó. Ủa mà sao con trai mà tên Điệu vậy, có ý nghĩa gì tên Điệu không? Thì cũng hỏi sao con trai mà đặt tên Điệu giống như con gái vậy. Mà mình có Điệu không?
cũng chút chút chị đó, có thể là điệu điệu, ba mẹ thấy từ nhỏ mà đặt tên điệu chứ. Muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Yêu thương và quan tâm lo lắng trên công việc cũng như là về phần gia đình, lúc nào cũng nghĩ về gia đình là trên hết. Cho chị mượn cái hình em chị coi coi về vóc dáng ngoại hình. Tôi thích là từ 51m55 đến 1m7, cân nặng là từ 45-48 đến 54 đổ lại được rồi chị. Thấy chuẩn đó nha, xem thử coi có tìm thấy cái mẫu người lý tưởng của mình trong này không. Còn em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Lớn tuổi hơn em, cao khoảng 1m7 trở lên, có trách nhiệm, cầu tiến, tôn trọng gia đình, dễ nhìn sạch sẽ là được chị. Đây, xem thử có anh bán hủ tiếu trong này có sạch sẽ không. Anh điệu lắm đó. Gì mà coi kỹ dữ vậy. 30 giây để đưa ra quyết định của mình. Xem thử cái sự chọn lựa này tham khảo thôi, chọn theo linh cảm của mình xem coi nó có đúng hay không thôi. Và bây giờ thì Cát Tường xin mời cả nhà ơi. Không biết cái này với cái này không biết xưa giống nhau. Em hỏi chị đố em hỏi chị. Trong hai tấm hình đó là phải có cổ hết cả hai. Đó, cho nên em lựa trên xong em focus xuống dưới và có nữa thì mới đúng. Rồi, xin mời mọi người hãy nhìn về cửa trái tim. Chúng tôi sẽ mở cửa ra để các bạn kiểm tra xem sự lựa chọn của mình hôm nay có đúng hay không nha. Mở cửa trái tim. Sao? Cái gì trên hình không thấy rõ lắm. Mở cửa trái tim ra mà nhìn cũng chưa biết mình đúng hay sai luôn hả? Chắc đúng rồi chị ơi. Đâu? Trời, lấp cho trúng cái gì mà thật trúng hả? Chật. Cổ đeo kiến cho thấy không? Ảnh đâu? Nhìn lại thì thật lớn này đúng hơn luôn. Tầm bậy luôn. Chật lấp. Chị đây hả? Đúng rồi. Hai người nhìn xong rồi mà cuối cùng mở cửa trái tim ra rồi, kiểm tra lại vẫn sai. Bây giờ sao, phạt cái gì đây? À, em có món quà gì tặng cho cổ không? Mình sai rồi mình có. Phải rồi. Chào bạn. Chào em. Hôm nay là ngày mà gặp bạn thì mình không có gì, mà chỉ có một tấm lòng nhỏ nhỏ tặng bạn làm kỷ niệm. Em cảm ơn. Có một món quà nhỏ gửi tặng em. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn gì? Cảm ơn bạn. Cảm ơn em. Cảm ơn em coi. Cảm ơn em. Rồi, cái đó là mới quà thôi, còn bị phạt nữa. Có một món quà gì khác để tặng bạn gái không? Biết hát, biết đọc thơ gì không? Dạ, biết. Nhìn thẳng vào bạn gái tự tin lên anh điệu. Cái gì mà quéo tay quéo chân, bóp tay bóp chân như vậy. Và bây giờ một cái hình phạt nhẹ nhẹ dễ thương dành cho bạn nam. Bắt đầu. Từ từ chị, để em lấy hơi. Đọc thơ mà cũng lấy hơi. Em coi cái bài nào cho nó hợp chị. Rồi. Tình thầm lặng nhưng nồng nàn tha thiết, chớ ai đương trên tình cảm ưu buồn. Trên đường về anh thấy nhung nhã nhãn vương, người ở đó sao mà xa cách thế. Ngày với ngày từ cửa sổ cô liêu, nhìn lá cỏ hay sao. Nó nghe nè, ăn sáng chưa? Dạ chưa. Đọc lớn lên, lặp lại. Nghe được cái chữ nào hết? 2, 3. Tình thầm lặng nhưng nồng nàn tha thiết, chớ yêu đương trên tình cảm ưu buồn. Trên đường về anh thấy nhung nhớ nhắn vắng vương, cách nhau con đường lộ ngán, nói thì gần nhưng mà xa cách quá em ơi. Xong rồi đó hả? Mà ông đọc thơ đọc nhanh quá giống như ai rượt vậy đó. Chị hối em nghĩ em đọc nha. Cảm xúc gì trơn à. Đó, từ từ. Bây giờ em làm bài thơ khóc em buồn nha. Anh gì mới gặp bạn gái có gì đâu mà. Do chị nói em phải làm. Trời ơi. Được không em, hình phạt thì dễ thương không cưng? Dạ. Nghe thơ của anh kịp không? Dạ. Có khúc kịp có khúc không chị. Bây giờ thì chị Tường sẽ mời hai bạn sẽ thưởng thức một món ăn rất là ngon tại nhà hàng Di Madrid. Xin mời món ăn. Rồi bây giờ mời hai bạn thưởng thức một món ăn rất là đặc biệt, rất là ngon của nhà hàng Di Madrid nha. Đây là món bò stick sốt nấm. Tự tin lên nha hai bạn. Thôi mời bạn bên kia. Mời em. Nói một câu cho tôi yên tâm, tôi đi ra coi. Anh mời em ăn bữa trưa với anh. Dạ được rồi. Nói đi. Thôi mời em kia cùng anh cho vui. Đúng rồi cho vậy chị nha. Chị có từng vui cũng như ban biên tập chương trình. Ủa em mời ăn này hai đứa em vui chứ. Mời em hai bạn ăn mà ban biên tập với các tường vui gì đâu. Ăn đi vui nha. Dạ, cưng nha. Rồi cố lên. Em mời anh. Chúc bạn ngon miệng nha. Dạ. Anh vô Sài Gòn lâu chưa? Vào đây hồi năm 99 rồi bạn. Dạ. À, anh có hay về quê không? Có mà Tết mới về. Có khi Tết còn ở lại nữa. Do tháng Tết tháng nào ăn được nên nhiều lúc qua Tết mới về. Tùy năm nữa bạn.
anh làm về ẩm thực lâu chưa? Nói chung là mình làm ở đây 2010 bắt đầu chuyển qua kinh doanh Hoàng An Uống là năm 2010. Ngày xưa mình cũng đi học điện lạnh chứ, nhưng mà sau này ra trường mình không muốn làm nghề nữa. Sau này tính lấy vợ với công vợ đâu chồng đó nên chuyển qua buôn bán, chứ ngày xưa vẫn còn đi học mà. Chứ còn đi theo bên kia thì vợ nơi chồng ngã không muốn điều đó nên chuyển qua kinh doanh. Lúc nào cũng ở bên cạnh, hữu hỷ bên nhau sướng hơn. Dạ, nhưng mà anh làm tới 2 giờ sáng thì hơi căng à. Nói chung là vì công việc, vì cuộc sống mà. Ai cũng muốn mình có một cái kinh tế nó khá giả, nó muốn đi lên. Thì mình phải cố gắng hết sức mình nỗ lực chứ. Em thì làm giờ hành chính thì thỉnh thoảng thì cũng có tăng ca thôi, nhưng mà nói chung là nó thời gian nó có giờ giấc cụ thể á. Em thì không có khả năng kinh doanh buôn bán tại người hơi rụt rè á. Nếu như em mong muốn là anh làm việc cái buôn bán của anh nó sẽ dừng lại ở 11 12 giờ thì sao? Không được. Cái này là không được. Nói chung là kinh doanh buôn bán này là phải phục vụ khách hàng là thượng đế. Có khi mà 4, 5 giờ sáng khách còn vô còn phải tiếp nhận. Nếu không, mình không tiếp cái lượt khách đó là mình mất khách. Dạ. Dạ rồi, hiện giờ mình làm công ty bên công ty gì? Em làm công ty phần mềm. Công nghệ thông tin à? Dạ. Học bên trường học này hệ nào? Em học một trường nghề á. Học ở quê luôn nè, ở trên thành phố. Dạ, em học ở đây. Em vô Sài Gòn năm 2005. Ở nhà mình ba mẹ năm nay nhiêu tuổi ta? Dạ, ba mẹ em... Trời, sao tôi quan sát từ xa thấy cuộc nói chuyện sao nó không có xôn tụ gì hết vậy? Đang hỏi thăm về gia đình chị. Trước khi em làm cái nghề bán hủ tiếu đó, em đi học hồi đó, em đang đi học đó. Là em học cái gì? Em học bên điện lạnh chị. À, rồi có làm điện lạnh không? Em làm thời gian mà em thấy đi xoa với nén non đi... em không thích. Có khi nào bị điện giật không? Có. Giật nhiều không? Em bình thường, giật hoài là chuyện bình thường như cơm bữa. Như cơm bữa. Giật hoài luôn hả? Do em đấu điện sống mà. Chi? Cái gì thịt bò thì nó ngon thiệt. Không, em thấy nó ngon nhưng mà từ từ chị. Nhưng mà tại sao em nói chuyện mà em toàn nhìn vô cái dĩa thịt bò không? Em không nhìn cô bạn gái bên kia vậy? Cặp gỡ đầu tiên mà không nhìn nhau nó có 3 trường hợp. Một là tại vì không thích cái đối tượng đó nên không muốn nhìn. Hai là tại vì mắc cỡ. Ba là tại vì chắc là linh tinh bị điện giật quá nên là cũng không có hiểu được mình đang làm gì. Vậy em vô cái nào? 1, 2, 3. Thì cái ba này em không có rồi. Ở cái nhìn đầu tiên khi mở cửa để tim ra, cảm nhận đầu tiên của em về cô gái này là như thế nào? Em thì tiếp xúc cũng nhiều, em thấy cũng... Nói chuyện bình thường đó tôi bắn liền á. Nhìn thẳng vô cô gái coi. Em thấy cũng là được mà. Cũng nói chuyện nhỏ nhẹ. Em thì trầm tính lắm. Nên có gì đó từ từ nó mỹ bộc phát. Chứ còn mới gặp thì chưa có bộc phát được đâu. Nói chung là do con tim mách bảo chứ mình không nói được. Còn em gái, khi mà lần đầu tiên em cảm nhận về cái người bạn trai đối diện thì em thấy anh ấy là người như thế nào? Thấy là một người hiền, là hơi rụt rè. Em đã rụt rè mà anh còn rụt rè nghe. Ồ, thấy chưa, người ta chê em không rụt rè đâu. Chẳng qua là bắt đầu vô tiếp em dạy thôi. Anh không có rụt rè đâu, anh chỉ hơi chậm một chút thôi. Chậm một chút thôi. Bây giờ để giúp cho hai bạn có thể hiểu nhau hơn và có thể có những cái sự là tác động đến nhau một chút xíu ha, qua lại một chút xíu, mời hai bạn sẽ bóc những cái lá bài. Trong này nó có những yêu cầu, mình sẽ đọc lớn lên và yêu cầu đối phương thực hiện cái điều trong này. Điểm nào bạn không thích ở đối phương? Giờ này trò chơi nói thật đó nha. Tôi em là... thì né, né. Né. Né là gì? Điểm nào em không thích ở cô này? Tự nhiên né. Ông này điện giật chắc luôn nè. Nó cho mình hỏi thăm này, bạn bị cận phải không? Em bị cận. Là đó điều đầu tiên không thích phải không? Dạ. Còn gì nữa không? Không. Một cái vụ bị cận thôi. Em lên hồ sơ là em té nhất lái gì luồng tôm hô tứ xuống. Anh này ta cận thị chứ ta đâu có lé. Cận là như mình đeo bóng mát á chị. Không thích đeo mắt kiến. Dạ đúng rồi. Là sợ hung bị dướng hay sao? Nói vậy chứ bây giờ cận thị người ta vẫn có thể đi bắn mắt được mà. Con gái chị cận 7 độ, em cận mấy độ? Dạ 2 độ. 2 độ rưỡi à, sao không đi bắn mắt? Tại bắn mắt ok mà bắn cái hết liền à. Con gái chị tới 7 độ mấy à, mà đâu có vẫn đeo mắt kiến, không thích không thích tháo. Cái chuyện nó không quan trọng. Rồi ok, nhưng mà dù sao anh cũng đã nói thẳng nói thật, điều anh không thích là không thích đeo mắt kiến. Rồi tới phiên em.
đọc lớn lên, yêu cầu cô ấy: hãy nói quan điểm của bạn về tình dục. Theo bạn, tình yêu và tình dục, thứ nào quan trọng hơn, vì sao? Quan điểm của em thì tình dục sẽ xuất phát từ tình yêu. Hãy có tình yêu thì mới có tình dục, còn những cái không có tình yêu thì sẽ không có cái ở phía sau. Đồng ý với câu trả lời đó không? Nói chung là tạo được. Nói chung là phải có tình yêu rồi mới có tình dục. Chính xác. Còn không có cái vụ tình dục trước. Dạ đúng rồi. Nó xuất phát từ tình yêu nó mới có cái kia. Đúng rồi. Nó không có đi, nó không có cái từ tới yêu sáng luôn đó. Đúng rồi. Hẹn hò thì em nghĩ rằng là một tuần chúng ta nên gặp nhau mấy lần, theo cái cách của em hẹn hò là như thế nào? Do hoàn cảnh của công việc của hai người nó trái ngược nhau. Thì ví dụ như em thì đàn ông nó dễ rồi, quan trọng phụ nữ là công ty mỗi lần suy nghĩ nó cũng khó. Ừ, đang ta làm hành chính nó dễ. Đêm ta nghỉ tới 7 chủ nhật người ta nghỉ rồi, em cái giờ mới khó. Ví dụ một tuần cũng nghỉ 1-2 ngày cũng được, bình thường. Nếu mà thất thu thì sao? Dạ, thất thu là chuyện bình thường. Bây giờ đã có mới vốn nào để chuẩn bị đám cưới rồi, nhà cửa rồi gì, đã có chuẩn bị tương lai bao nhiêu lâu rồi, bao nhiêu năm, có kế hoạch gì chưa? Vợ lúc nào cũng được, nhưng mà quan trọng là người đó như thế nào, có biết cách sống và cách đối xử với bên gia đình cả. Có ý định về quê không hay là ở trong này lập nghiệp? Em lập nghiệp ở đây chị. Bây giờ chị Tường cho các bạn 30 giây, mời bạn trai nói trước. Thôi để nhường cho phụ nữ đó chị. Đâu sao nhường được, những cái chuyện này là trai phải nói trước. Sau qua cuộc trò chuyện như thế, bạn thấy mình như thế nào? Kêu ông bày tỏ cảm xúc, ông đi hỏi người ta. Em cũng luôn lấy vợ lắm chị. Nói với cổ chứ, nói với cổ chứ phải nói với chị. Gia đình ba mẹ cũng như anh em dòng họ thì cũng muốn con nó lớn rồi, cũng muốn lo sự nghiệp, lo tương lai. Mà bản thân anh đã muốn lấy vợ chưa mới là quan trọng. Dạ, không biết do duyên nợ chị ơi. Thì tới đâu hay tới đó chứ, bây giờ mình muốn mà duyên nợ chưa tới cũng vậy thôi. Ừ. Còn em gái, em muốn nói gì trong duyên lúc này không? Nếu mà cảm thấy là chúng ta có thể tiến tới được thì chúng ta nên cho nhau một cơ hội. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Mình phải suy nghĩ thật kỹ. Nếu đồng ý hẹn hò chúng ta bấm thật mạnh vào nút bấm. Nếu không đồng ý sau 3 tiếng đếm chúng ta lấy tay ra. 1 2 3 Hết thời gian. Tại sao em gái không bấm nút? Em muốn có người sát cánh bên mình, có thể làm việc vừa hành chính, chúng ta sẽ có thời gian để chăm sóc con cái vào buổi tối, hoặc là ví dụ như một năm thì sẽ về thăm gia đình vài lần, tại tụi em ở xa. Còn như anh đây thì một năm anh chỉ về một lần, mà dịp Tết là cái dịp quan trọng để về tụ họp với gia đình. Thì anh nói việc công việc thì em biết là ai cũng có công việc hết, ai cũng phải mưu sinh hết. Nhưng với em thì quan điểm anh nói là gia đình là trên hết, nhưng mà cái ngày đặc biệt như vậy anh còn nói là anh muốn mưu sinh thì em cảm thấy là nó không hợp với em cho lắm. Chị biết sao mà do một có khi một năm em về 5 lần, 3 lần, có khi em không về là do ông già chửi quá. Về Tết thì sao mày đi mấy năm nay tao thấy mày về một mình hoài vậy, là chửi nó, em buồn, em muốn về lại chỗ đó. Tại sao em lại không bấm nút? Bây giờ dắt của người ta làm bên ngày bên đêm mà khuyết điểm người ta đưa ra vậy, em thấy đâu có hợp đâu. Thôi thật là buồn quá, hôm nay đã mai mối không thành công rồi thưa quý vị. Nhưng mà mình phải tôn trọng bởi vì đó là những quyết định của người tham gia. Mặc dù là các bạn không bấm nút hẹn hò với nhau, nhưng biết đâu ở ngoài đời các bạn cũng có thể kết nối là những người bạn để chia sẻ những cái buồn vui hoặc là những cái kinh nghiệm trong cuộc sống. Và Tường thay mặt chương trình chúc cho hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Cố gắng lên em nha. Rồi, cảm ơn hai bạn. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi, chúng ta phải chia tay nhau thôi. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 10 giờ sáng thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại. Lấy vợ nhưng là em cũng không chọn, có nghĩa là bạn nào còn được ấy, có qua một đời chồng cũng được. Vậy thì vì cớ làm sao mà em cơ duyên em tới tham gia chương trình vậy? Dạ thì em, con em á, giống như là con em.
Dạ, em là mẹ đơn thân. Ước mơ của nó là có được ba. Đó là động lực để mà em tới chương trình. Dạ, em cũng muốn thương một người thật lòng thương em. Bất tử ưu đãi, trúng quà may mắn. Cơ hội rút thăm trúng 200 giải thưởng trị giá 10 triệu đồng khi mua các dòng xe của Yamaha Motor Việt Nam từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 31 tháng 10 năm 2022. Cát Tường và Hứa Minh Đạt thân quan chào mừng quý vị đã đến với chương trình Ghép đôi thần tốc. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Hello, chào ông Mai. Hello, chào bà Mai. Dạo này làm như phong độ hơi xuống ha. À, không biết nữa, cũng thời tiết lắm chị. Có khi thì nắng, có khi lại mưa. Mà mấy nay mình bão tố phong ba quá được ơi. Mỗi lần mai mối không thành, ông Mai bà mối chúng tôi về nhà mất ăn mất ngủ đó quý vị. Một lời gửi gắm nè, bây giờ tìm được một người yêu thương thật là khó. Nếu như có chút cơ hội thì các bạn hãy cho nhau cơ hội đi. Cho mình cơ hội cũng là cho đối phương cơ hội. Chứ sao cứ khắc khe bản thân làm gì. Tuổi trẻ mà không có tình yêu thì nó sẽ rất là héo mòn. Mình phải mau lửa mau lên chứ yêu lên. Phải yêu hết ga hết số. Cái gì mà cảm xúc nó cứ lưng chừng vậy, làm sao đừng đủ bao giờ sợ sệt. Hôm nay tôi chúc cho các bạn hãy dám yêu, dám nghĩ, dám làm. Và đây mình sẽ là mai mối. Và ngay bây giờ xin mời hai chàng trai của chương trình bước ra sân khấu. Và bây giờ bên nhà gái cũng hân hoan chào mừng hai cô gái xinh đẹp của tôi. Rồi, ngồi đúng vị trí của mình đi nào. Dễ thương, xinh đẹp, ăn bặn, tuyệt vời. À, bây giờ mình sẽ đổi phong thủy. Hôm nay mình sẽ hỏi chàng trai ghế đỏ trước. Em giới thiệu về bản thân mình một chút xíu nha. Em tên là gì? Dạ, lời đầu tiên xin cho em xin chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt và mọi người trong truyền quay ngày hôm nay. À, em tên là Quốc Lập, em 33 tuổi, em ở Bình Dương. Mình làm đang công tác ở đâu? Dạ, hiện tại em đang làm quản lý nhân sự cho công ty vệ sinh công nghiệp ở Bình Dương. À, Bình Dương là đoạn nào vậy em? Là ở Thủ Dầu Một chị. Em chạy lên đây nãy mất bao lâu? Dạ, khoảng 1 tiếng đồng hồ. Thật ra 1 tiếng đồng hồ thì cũng bằng nội ô trong thành phố chạy từ quận này qua quận kia. Dạ đúng rồi. Như chị từ Gò Vấp mà qua quận 7 ghi hình là cũng đi mất 1 tiếng đồng hồ. Dạ. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì Lập? Dạ, điểm mạnh của em là em hoạt bát, vui vẻ, không ngại khó khăn, gian khó. Đôi khi là em kiểu hơi hiền với mọi người, gặp bị những cái thiệt thòi cho mình. Lúc rảnh rỗi thì em thích đi đâu? Dạ, rảnh rỗi thì thường em đi uống cà phê với bạn, thì gặp gỡ những bạn cũ, giao lưu với bạn bè tí. Bây giờ cô gái xinh đẹp ngồi ghế màu đỏ giới thiệu về mình đi nè. Em chào MC Minh Đạt, chào tất cả mọi người. Thì em tên là Nguyễn Thị Huyền My, em sinh năm 1995. Và hiện quê của em là ở Bến Tre và hiện tại em đang làm việc tại Dĩ An, Bình Dương. Ở khúc nào vậy? Em ở Dĩ An. Dĩ An với Thủ Dầu Một cách nhau bao nhiêu cây ta? Biết anh Lập biết không em? Gần mà phải không? Dĩ An, đâu hai người hỏi nhau coi, em hỏi bển coi. Dạ, cách khoảng chừng 20 cây ạ. Ủa, vậy là từ Dĩ An lên đây là bao nhiêu phút? Dạ, cỡ khoảng 45 phút. Dạ, công việc hiện tại của em là ở Bình Dương là làm gì? Dạ, công việc hiện tại của em là tuyển dụng và đào tạo những bạn làm streamer. Bán hàng qua mạng? Dạ không, và tương tác thể hiện tài năng á, ca hát hoặc là trò chuyện. Đó thì em làm công việc này bao nhiêu lâu rồi? Dạ em làm được 7 năm. Trời, 7 năm rồi? Em làm từ lúc còn sinh viên tới bây giờ. Wow, streamer chuyên nghiệp. Trong cái kênh em là thể hiện những tài năng gì? Dạ thường thường á thì em sẽ rap cho mọi người nghe, hát vọng cổ. Chỉ biết sơ sơ cái gì thì mình sẽ trình diễn cái đó. Bây giờ mình khoe điểm mạnh điểm yếu mình đi nè. Điểm mạnh của em á là hòa đồng, hoạt ngôn, có những cái tài lẻ như là có thể làm cho người đối diện mình vui. Còn điểm yếu thì chắc có lẽ là hay mít ướt. Mình có một cái vấn đề gì đó thì mình hay bức xúc bằng cách là mình có thể lớn tiếng hoặc là khóc, là mình bộc trực quá nên là mình không có biết cách kiềm chế cảm xúc của mình. Đó, bây giờ vậy nè, đang nghe một cái cô mà giỏi như vậy, mình phải làm thử một khúc trước đi cho bên đây ta nghe, ta hấp dẫn đi. À, mình phải thử liền chứ hả? Giờ làm câu giọng cổ trước đi nè. Đừng chạy trốn quanh co gì, trước mặt tôi đã rõ một con người dáng hoa mềm. Vì khi đôi mặt cùng ông tôi đã rõ chân lý cùng một viên tòa thẩm vấn, thì tôi ông ơi ông đừng chạy trốn quanh co. Wow,
Được, hay rồi, vậy là hay rồi. Nó chạy quanh co là nó cục đường, chạy quanh co là nó... Đừng chạy chói quanh co nữa. Qua chàng trai cái màu xanh này, giới thiệu đi. Vâng, xin chào anh Hứa Minh Đạt với chị Cát Tường. Em là Đặng Văn Nam, quê hương ở Tuyên Quang, sống ở Bình Dương. Công việc chính của em là thợ cơ khí, thì chuyên lắp ráp kết cấu nhà khung nhà xưởng, ví dụ như trường quay. Trong trường quay này em có thể là thiết kế và lắp ráp. Công việc của em là quản lý nhân sự. Bữa nay toàn là những người ở Bình Dương không ha? Nãy quản lý nhân sự bên đây có 2 người ở Bình Dương rồi đó. Quản lý nhân em sự. Là năm nay bao nhiêu tuổi Nam? Báo với anh chị là em năm nay 37 tuổi ạ. Rồi mình điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh của em là hay ca hát, nấu ăn ngon, yêu thể dục thể thao. Điểm yếu của em thì hay gọi là trầm tính, ít nói, không hay thổ lộ. Nói chung là em thì một thanh niên nhưng mà em lại không thuốc. À ha. Không thuốc và em nghiện gì? Đến bây giờ thì nói chung là lên chương trình thì có khả năng để sau này thì em có thể là nghiện vợ. Sau này thì em có thể là nghiện vợ. Nghiện vợ. Nghiện vợ nhiều hơn. Khả năng nghiện vợ cao hả? Và... Rồi, em giới thiệu về mình đi nào, cô gái ngồi ghế màu xanh. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Hứa Minh Đạt và chào tất cả mọi người. Em tên là Lê Kim Biên, em sinh năm là 1989. Hiện tại em là nhân viên kinh doanh của công ty xây dựng. Em ở đâu? Quê em ở Cà Mau, còn em hiện tại em đang ở trọ ở Long An, nhưng mà công ty em ở Hóc Môn. Không, nó dứt dắt quá vậy. Từ ngay chỗ em ở trọ lên tới ngay chỗ làm bao nhiêu phút? Dạ, 40 cây số à, sáng đi chiều về à. Mà sao lựa cái nhà trọ nó xa quá vậy, sao không gần ngay chỗ mình làm? Dạ em ở trọ chung với cha mẹ em, với em gái em. Dạ. À, coi như là gia đình ở đó, từ dưới Cà Mau lên ngay Long An để mà lập nghiệp. Dạ. Điểm mạnh em biết em là gì nè? Điểm mạnh của em là biết nấu ăn. Em thích nấu ăn nhưng mà em ăn ít lắm, tại vì nấu xong mới mệt. Kỳ vậy? Hay là tại đồ ăn mình nấu không được ngon? Em nấu ăn cũng khá ngon. Rồi điểm yếu là gì? Hay bị mất trí nhớ cục bộ. Giống như những cái em nào mà em muốn nhớ thì em nhớ, còn những cái như người ta nói gì đó là em hay quên. Giống như là em lỡ em hứa cái gì với người ta, em nói gì với người ta đó cái em... Kỳ vậy, mất trí nhớ cục bộ. Hồi nãy bạn mới mượn tôi 500 ngàn, chiều bạn nhớ trả nha. Cái là mất trí nhớ cục bộ liền. Cái là mất trí nhớ cục bộ liền. Có vậy không? Không anh. Em vẻ hiền quá vậy. Vậy thì vì cớ làm sao mà em cơ duyên em tới tham gia chương trình vậy? Dạ thì em... Con em á, giống như là... Con em? Dạ em là mẹ đơn thân. Ước mơ của nó là có được ba. Đó là động lực để mà em tới chương trình. Dạ em cũng muốn thương một người thật lòng thương em. Con em bao nhiêu tuổi? Dạ 9 tuổi. Chị trai hay gái? Dạ trai. Hy vọng hôm nay em sẽ tìm được cái đối tượng đó nha. Rồi một chút xíu nữa mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Khai thác kỹ hơn ha chị ha. Thôi bây giờ mình sẵn tiện mình khai thác tình trường của mình làm luôn đi. Ha. Ừ. Mình kết hôn được bao nhiêu năm? Dạ 8 năm. Thì dạ. Tại sao mình lại chia tay? Chồng cũ của em là tính gia trưởng, không có chịu nghe ai nói chứ. Cả thế giới phải chịu theo ổng, chứ ổng không chịu ai hết. Cái gì mà làm giọt nước mà phải tràn ly như vậy? Con ổng không có làm cha, ổng làm cha em, ổng làm cha em. Còn cha con ổng là em làm luôn. Là sao? Chưa hiểu. Muốn mọi việc đều theo ý mình, nó không có nghe ai hết. Ừ. Ai nói dữ luôn. Giờ bắt mọi mắt em phải phục vụ theo cái ý muốn của ổng. Sự là từ ngày cưới nhau về á, em là lo hết cơm nước tất cả. Sáng ông đi làm á, thì có một bình nước sẵn cho ổng, hoặc là nấu mì, hoặc là chiên cơm, hoặc là mua đồ ăn sáng cho ổng. Chưa về là phải có cơm, còn không có cơm là ổng quà ông đi ngủ, không có tiếp gì hết. Còn đi nhậu á, thì tới 10 giờ mới về mà em nhắn tin á, thì cằn nhằn. Sau đó thì cái giọt nước tràn ly là cái ngày ăn cơm, cũng bữa sáng chủ nhật ông ăn cơm mà ông nói em là cứ cằn nhằn đi nhậu. Bữa cơm gia đình không vui vẻ. Cái lúc đó ông bỏ thì nằm bỏ cơm, bỏ nước, bỏ hết. Rồi ai là người quyết định ly hôn? Dạ em. Bây giờ con trai là ở với em. Dạ. Thông tin của cô gái màu bây giờ chị xanh. Tường muốn hỏi cảm nhận của hai bạn trai trước là sau khi nghe câu chuyện của bạn gái cũng đã từng đổ vỡ như vậy, có một đứa con trai 9 tuổi thì không biết là suy nghĩ của các bạn như thế nào. Bạn trai gái đỏ phát biểu trước nhé. Dạ thì cái chuyện mà lập gia đình mà không có hạnh phúc thì đó mình cũng không ai muốn, nhưng mà người em cảm thấy là thiệt thòi nhiều nhất là người phụ nữ. Đằng sau những cái cuộc ly hôn đó, người phụ nữ sẽ phải có những cái khó khăn, nếu mà muốn bước tiếp nữa cũng nhiều khó khăn hơn là người nam.
gia đình, nếu mà một khi mình đã xác định là lập gia đình á, hay cả hai nên hướng về một hướng là đó là một cái gia đình luôn làm những cái việc mà kiểu cho nhau cảm thấy bình yên. Còn em? Bạn gái thì nói chung là cũng thực sự là bạn cũng chịu thiệt thòi vì không được may mắn như bao người. Bạn ấy là cũng thiệt thòi. Bây giờ mong muốn là bạn ấy tìm được người ta mà hiểu với mình thì nó cũng rất là khó. Thì còn tình trường của em thì sao? Em trải qua mấy mối tình rồi? Nói chung là em một. Em thì từ hồi bữa mà em chia tay bạn gái đến giờ là em cũng kiểu là mình sợ, mình không dám yêu nữa. Mối tình đó như thế nào? Sau khi em đi bộ đội về được 2 năm, em có quen một bạn thì khác quê. Thế rồi sau cái phong tục tập quán không hợp nhau. Thế rồi qua Zalo, Facebook thì cũng cách đây khoảng 2 năm thì em cũng có gặp lại, có hỏi thăm em là lấy vợ chưa. À, thế thì hôm nay em muốn tìm một cái người bạn gái như thế nào nè? Cái tháng này là cái tháng 7, mà cái ngày mà Vũ Lan vào hiếu. Em thì mất bố rồi, còn mẹ thì em rất là thương mẹ. Mẹ em có nói với em là cố gắng lấy vợ, nhưng là em cũng không chọn, có nghĩa là bạn nào còn được ấy. Có nghĩa là mẹ em có nói với em là có qua một đời chồng cũng được, qua một đời chồng cũng được, còn lấy để báo hiếu với gia đình. À, nói chung là mẹ cũng lớn tuổi rồi, muốn nhìn thấy em có một gia đình yên bề gia thất. Mẹ đang mẹ ở đâu? Yên tâm hơn. Mẹ em ở Tuyên Quang. Mẹ ở với ai? Mẹ em bây giờ đang ở với em trai của em, là lấy vợ xây dựng gia đình rồi, có nhà riêng của em. Nhà em thì em là cả, giữa có một đứa em gái, một em trai út. Thế bao nhiêu năm nay em không thích một người phụ nữ nào hết à? Thế là cứ quen bữa đầu ấy thì mời nhau đi uống nước, là cà phê chẳng hạn đấy. Bữa thứ hai thì là kêu anh ơi mai đi sinh nhật bạn em. Đến bữa thứ tư là bạn ấy chủ động mình là nhà hỏng bóng điện. Đến bữa sau nữa là bể màn hình điện thoại. Là, oh no. Là người ta yêu mình không có thật lòng anh ạ. Cảm thấy sợ. Rất nhiều cái lý do đó là kỳ cục. À, chị rất là hiểu, rất là đồng cảm với em, rất là trân trọng em. Rồi tình trường của em sao nè? Trước giờ thì em cũng quen 5-6 mối tình làm cho em cũng khóc sức mướt. 5-6 mối tình hả? Mạnh dữ. Thấy chưa, học hỏi làm cho người ta hay là người ta làm ông? Dạ thì em khóc. Ủa, khóc luôn hả? Dạ, nó hơi cũng bất ức tí thì mỗi lần chia tay cũng hay khóc. Để cho em khóc thêm một lần nữa thôi, thêm một lần cuối cùng rồi ta sẽ rời xa. Sau đó thì không khóc nữa, thì cũng có lý do là bị cấm sừng. Có mối tình lâu nhất của em là mối tình 2.5 năm, thì hai đứa rất là thương nhau nhưng mà chỉ lý do tuổi tác nên không đến được với nhau. Tuổi tác thì sao? Kỵ với chị. Trời ơi, ông thầy bói dính dồn nữa. Dạ. Em tuổi gì, người đó tuổi gì? Dạ em tuổi Tỵ, người đó tuổi Hợi. Ba mẹ cấm hay là sao? Em là tuổi Tỵ hả? Dạ. Dần thân Tỵ Hợi. Cho hỏi thăm đây ha, dần thân Tỵ Hợi có ai dính không ạ? Sao che mặt vậy? Tuổi Hợi. Cái người ghế màu đỏ. Rồi xong phim. Còn ghế màu xanh tuổi gì ạ? À? Dạ tuổi Tỵ. Tuổi Tỵ luôn. Cho hỏi đây luôn tuổi gì để mà biết nãy giờ mình ngồi tứ xìu ạ. Sửu hợp với tuổi Tỵ. Thế tôi là theo tôi kỵ ông thầy bói à? Dần thân Tỵ Hợi. Chứ đâu ghép đôi mà tôi nghe vậy xong đi tôi bị trùng bước quá. Không mấy ông về ông cưới ông thầy bói làm vợ luôn đi ông ơi. Dạ không, cũng muốn một phần không phải. Tại em cũng muốn cưới cô đó nhưng mà kiểu như tâm lý ở gia đình cô đó ấy không chấp nhận được. Rồi bây giờ ví dụ yêu một người nữa mà bây giờ kỵ tuổi nữa vẫn về nhà không chịu nữa rồi làm sao? Dạ chịu luôn chứ sao chị ơi chị. Tuổi này mà còn mày đặt kén cá đập canh nữa là lên đường luôn á. Trời ơi, rồi bây giờ muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Em muốn tìm bạn gái là có tính cách thì cũng biết quan tâm, suy nghĩ tí, công việc ổn định. Ngoại hình thì cũng không cần phải xinh đẹp lắm mà kiểu ưa nhìn tí là được. Chiều cao rồi, cân nặng, da trắng, da đen đồ có gì không? Chiều cao khoảng 1m55 tới 1m6 là gì được. Dạ, da sáng là được, da sáng là được. Rồi, bây giờ tất cả mọi người đã tâm sự chuyện tình cảm rồi, bây giờ còn có mỗi mình em đó. Em có 2 mối tình. Trong đó có 1 mối tình chính thức năm cấp 3. Sau đó em lên đại 2 học. Mối tình. Xong rồi lên đại học thì do là anh đó ghen quá. Nhưng mà khi ghen thì nói những cái lời không có hay. Cho nên là em chia tay. Em hay đi những cái hoạt động thiện nguyện á. Và gặp những cái bạn đi cùng chương trình với mình.
cũng do những người khác họ tác động vào nên anh ta không có tự tin vào cái tình cảm đó, cho nên là anh ghen. BBK vui trọn vẹn ấm tình thân. Thì bây giờ mẫu người đàn ông lý tưởng của em là gì nè? Em thì không có hình mẫu người đàn ông lý tưởng, nhưng mà em cũng mong muốn là tìm cho mình một người đàn ông biết quan tâm tới người yêu của mình, tới vợ của mình, và đừng có ghen quá. Quan trọng thì em nghĩ là do bản thân mình tự ý thức được cái mối quan hệ nào là quan trọng nhất, rồi những cái mối quan hệ bạn bè. Anh hay nói với em là anh thấy em không có quan tâm anh bằng bạn bè của em. Nhưng mà em nghĩ là khi mà mình trong một cái mối quan hệ yêu đương thì mình sẽ quan trọng là bản thân mình tự ý thức được, cho nên là đừng có ghen quá. Nhưng em cũng biết là tại vì người ta yêu người ta mới ghen. Bây giờ phải rạch ròi đúng không? Dạ. Và em rất thích bạn trai của mình mũi cao. Mũi cao mà còn mũi bự luôn á. Tại sao, lý do anh muốn biết lý do tại sao lại thích mũi cao? Tại vì mũi cao nhìn đẹp. À, thiên về cái đẹp. Nhưng mà mũi cao mà mũi sữa thì được không? Silicon. Được luôn. Được luôn. Miễn sao mũi cao là được rồi. Dạ, cao silicon thì lúc mà hôn nhau thì mình sẽ tìm cách khác được không? Ủa là thế nào? Bắt gì hôn phải tìm cách khác là sao? Mũi bị dướng cái lỗ mũi. Bên mình phải tỉa một góc 90 độ vậy nè. Đó. Để là không làm tổn thương. À, tổn thương. Bạn đó phải hiếu thảo với gia đình. Và em không thích người đàn ông có lông mũi. Có lông mũi. Ủa, ai cũng có lông mũi. Chỉa ra ngoài mà không gọn gàng. Mũi chỉa ra ngoài. À, biết cách tỉa đúng không? Tại vì bà này bà pho kết vô cái lỗ mũi không à. Ờ. Bấy cái lỗ mũi mà bị cái gì dạ, cái là cá mọc cái lỗ mũi cũng không được nha. Ví dụ như người đàn ông đó có bấm lỗ mũi thì có sao mà. Dạ không sao. À, có đó là làm đẹp thì được. Dạ. Đây, bên đây ít nè, bên nhà gái ít thì hỏi trước nè. À, hello em, rồi cầm micro lên cưng. Em xin chào chị Cát Tường, chào anh Minh Đạt. Em tên gì? Tên là Ân. Ân, em là người nhà của ai? Em là người nhà của bạn nữ 95 ạ. À, bạn đây, nữ ghế đỏ phải không? Dạ, bạn ghế đỏ. Rồi. Dạ. Hai anh rất là chững chạc. Thứ nhất là công việc ổn định. Nói như anh Đạt, nó focus vào cái mũi thì nó thì nó sẽ làm cho hai anh là có vẻ một tí là sợ sệt. Nhưng mà bạn nó chỉ đùa vui vậy thôi. Còn về tính cách, về công việc thì bạn đó khá là bận, nên là khi mà được hai anh chia sẻ với anh áo xanh có nói là anh đó biết nấu ăn thì đó là một điểm cộng rất lớn. Tại vì bạn nữ khá là bận và về việc chăm sóc bữa cơm gia đình hoặc là tự nấu ăn cho bản thân thì chưa được tốt lắm. Anh ngồi ghế đỏ thì em thấy anh cũng trải qua được nhiều tình trường, cũng có nhiều kinh nghiệm. Nếu thấy... như là để tư vấn cho bạn mình chọn một anh thôi bạn thì em sẽ chọn anh nào? Dạ thì chắc là em sẽ nghiêng về anh áo ghế xanh hơn ạ. Rồi, cảm ơn em. Rồi, cảm ơn em nha. Mời bên họ nhà trai. Em xin chào chị MC Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt. Em là bạn thân của bạn Lập. Bạn biết chăm lo gia đình thì bạn cũng đang cần một người như vậy. Và nếu mà để chọn một trong hai thì em thấy bạn ghế xanh sẽ thích hợp hơn. Tại vì bạn em thì cũng không phải là so đo và khó khăn về cái vấn đề chồng, đúng không? Dạ đúng rồi. Tại vì bạn nữ ghế đỏ thì bạn theo như em cảm nhận thì bạn cần cái sự quan tâm mà nhiều hơn cái bình thường. Trong khi bạn của em thì nó đôi lúc nó có cái ghen hơi quá thì không biết có kiểm soát được hay không thôi, chứ theo như cảm nhận của em thôi. Còn quyết định thì vẫn do là bạn em. À ha, rồi cảm ơn em. Bạn rất tốt. Bạn phân tích rất là chi tiết luôn. Chào em, chào, xin chào anh Hứa Minh Đạt với chị Cát Tường. Em là chị bạn của em ghế xanh. Em ghế xanh là thấy tấm tình cũng hiền lành, cũng hật hà và cũng biết chia sẻ, cũng hợp với em ghế xanh bên đây. Hai người nữ xinh đẹp bên đây. Nhưng mà thấy hợp người nữ ghế xanh nhiều hơn. Chị cũng mong cho em cũng cho anh ấy, cho em ấy cơ hội để hai đứa cùng sánh bước bên nhau đi suốt con đường. Rồi em xin hết ạ. Rồi, cảm ơn chị. Lần đầu tiên mà tôi thấy hai bên họ nhà trai, họ nhà gái cho những cái ý kiến mà
đáng để chúng ta phải suy ngẫm. Đây là những người thật sự đi theo và phân tích rất rõ, họ muốn người thân của họ tìm được một cái bến đỗ rõ ràng. Và cái người lựa chọn là những người trên sân khấu này. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần Mở cửa trái tim. Dạ, cho em gửi. Có một cái hộp màu đỏ và có một cái hộp màu xanh. Rồi, bây giờ mình từ từ, mình cứ khui quà đi cái đã, từng bạn một, đừng gấp. Mời em gái. Đó là gì ạ? Một bó hoa. Gồm có 5 bông hoa. Nó có kèm theo ý nghĩa gì không cưng? Dạ, đây là hoa sáp, thì nó để giữ kỷ niệm chứ anh như vậy em được lâu hơn. Dạ cũng vậy luôn ạ. Dạ cũng vậy luôn. Rồi mời em. Em tặng em. Em cảm ơn anh. Tặng em. Wow. Ý nghĩa thì em cũng rảnh rỗi thì cũng hay vào mạng, mà cũng sở thích là hay chơi cây kiểng. Thì em thấy cái sen đá thì là nó là cái từ đá ở trong ấy, nước chảy đá mòn. Em nghĩ là người phụ nữ của em sau này nó không mòn. Trung thủy với em. Ôi ơi, là sao? Là sao? Người phụ nữ của em sau này cũng mòn là ý gì? Dạ, có nghĩa là trung thủy với em ạ. Sau này em mong muốn là người bạn của em nó không mòn. Khi mở cửa trái tim này ra thì không biết là cảm xúc của các bạn dành cho nhau như thế nào. À, các bạn nữ mình nhận quà mình trả lời trước đi. Em cảm thấy được sự chân thành của hai anh và thấy ai cũng hiền. Về cảm xúc thì em cảm xúc về anh bé xanh nhiều hơn. Tại vì em thấy anh chân thành quá. Nãy em có nghe câu chuyện của anh không? Lúc anh chia sẻ về mẹ. Dạ có. Và lúc đó hình như là anh hơi xúc động. Đúng rồi. Em thấy là cảm nhận được giọng của anh là gần như là muốn khóc. Và em cũng là một đứa con hiếu thảo cho nên là em thấy anh như vậy em cũng mến. Dạ. Và anh ghế đỏ thì em cảm thấy được sự lịch lãm từ anh. Và em nghĩ là nếu như mà anh quen một người tiếp theo nữa thì anh ghen có cảm xúc lại xíu, hạn chế lại cái sự ghen của mình. Em cảm ơn hai anh về món quà này. Hay quá, sao hôm nay ai cũng nói hay hết trơn á. Rồi, tới chương em. Cảm nhận của dạ là em trước tiên cảm ơn hai anh. Món quà nào thì nó cũng đều đáng quý với tấm lòng hết. Em nghe hai anh kể, hai anh nói về cái những mối tình của mình thì em nghĩ là hai anh cũng hiểu, cũng cảm thông, có thể là hiểu cảm thông cho em. Mong là nếu mình có duyên đến với nhau thì cũng có kết quả. Rồi, tại cảm nhận của hai chàng trai. Khi mở cửa ra gặp hai bạn thì em hai bạn rất là dễ thương. Còn cái nghe nữa là cảm nhận hai bạn nữ đây là cũng có những cái suy nghĩ rất là trưởng thành, chín chắn. Cái điều đó là em cảm thấy rất là thích. Mời em. Anh cơ khí của tôi sao nè? Cảm giác của em thì gặp các bạn nữ thì nói chung là ai cũng đáng yêu. Những cái gì mà cần nói thì bạn ạ, ghế đỏ đã nói rồi. Em có một nhận định là cái người phụ nữ thì rất là vất vả. Nên là người đàn ông nếu có cuộc trong gia đình thì rảnh rỗi nên chia sẻ trong cuộc sống gia đình. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giao lưu một chút xíu cho nó vui. Đây nè, hồi nãy cô cái đỏ nói là mình còn rap nữa đúng không? Đúng rồi, em rap cái gì nè? Em xin gửi tặng cho tất cả mọi người ở đây và bên đàn trai một bài rap em tự sáng tác. Nhưng mà nếu mà trong quá trình rap có quên lời thì đừng có cười em. Đó là bài Phèo ơi. Phèo ơi, vỗ tay nào. Phèo ơi. Thì nức nở dù cho cười khe khẽ vẫn ngắm mạnh những chàng trai. Gương mặt của em sự miên man của tạo quá. Má xinh em ra tướng bề ngang còn thân bề dài. Mũi vừa ngắn vừa nhỏ vừa đỏ vừa săn sôi. Tính thì lại hay ngủ ba đầu là ngủ đó. Đang quét sân cũng có thể lăn ra mà ngủ. Gia cảnh em nghèo dòng giống thì má hủi. Nghĩ lại cũng tuổi suốt khi chỉ lủi thủi. Chẳng dám đi thính trai. Chả tóc ở trước gương thấy mình rồi thấy ngại. Tự hào mà nói em có 102. Em có 102.
2. Quá dễ thương. Dễ thương quá. Cảm xúc của hai anh như thế nào nè? Nghĩa sao? Bạn hát rất là hay. Có nghe cái lời bài hát không? Có. Trời ơi, Chí Phèo ơi. Muốn làm Chí Phèo không ạ? Muốn rụng tim luôn. Rụng tim luôn hả? Trời ơi, tôi phụ nữ mà tôi còn muốn rụng nữa đây, huống chi là nam giới. Bây giờ hai bạn có gì là tặng lại người ta không? Em nè, giờ ta ngồi cái đỏ rồi đó, giờ em cũng cái đỏ nè, em làm gì hay con anh à? Dạ thì hôm nay đến chương trình em cũng có chuẩn bị một đoạn ca hát. Rồi. Nhận ra mình đã không yêu thương ai trong tim từ lâu. Rất lâu từ khi chỉ một người con gái anh yêu thương. Ngày lần lần tan nát con tim anh khiến giờ đây Tình yêu là những đêm mùa đông hiu quạnh làm lệ rơi. Chào mi ngàn nỗi cô đơn dẫn kỷ niệm người yêu ơi. Sao em đành. Wow. Bây giờ mình bàn một cái chủ đề chút xíu là các bạn đều là những bạn trẻ đang khẳng định cái vị trí của mình, khẳng định cái công việc bản thân. Các bạn sẽ sắp xếp như thế nào để cân bằng được cái tình yêu, để lo cho cái người mình yêu và hoặc là cái công việc của gia đình? Thật ra thì bây giờ sáng thì em cũng đi làm hơi xa, chiều thừa về thì cũng muộn rồi. Em chỉ có rảnh tối 24/6. Tại vì 3 năm 7 em còn phải đi học thêm. Học gì vậy em? Học thêm dạ, em học về thiết kế đồ họa. Có yêu nhau thì em cũng tranh thủ dành thời gian cho những ngày 24/6 hoặc là với chủ ở Nhật. Rồi con cái thì hiện tại ai coi? Dạ ở với ở nhà, đang ở Long An với mẹ Trang. Thấy em được chưa? Dạ. Và lúc nãy em nghe anh ghế đỏ nói là mẫu bạn gái lý tưởng của anh đó là cao 1m55 trở lên. Em cao có 1m54 à? Em cao có 1m54 à? Trời. Anh thích phụ nữ da trắng. Da sáng, da sáng. Da sáng nhưng mà em thì lại da ngâm. Em có muốn sáp lại anh thì nó cũng ngại, nó hơi tự ti á. Tại vì da ngâm là em đã tự ti từ nhỏ tới lớn rồi. Nếu mà hẹn hò thì em muốn hỏi hai anh là anh sẽ sắp xếp được một tuần như vậy là khoảng mấy ngày để gặp em? Gặp nhau hẹn hò thì anh có thể sắp xếp được một tuần là 2 ngày. Dạ. Nếu mà rảnh thì có thể nhiều hơn. Nhưng mà công việc của anh có kiểu là có thoải mái giờ giấc không? Kiểu... công việc anh thì cũng tương đối thoải mái. Dạ. Thì cũng đôi khi cũng sẽ bận rất nhiều nhưng mà đa số là thoải mái. Cũng sẽ có nhiều thời gian để mình quan tâm nhau hơn. Dạ, hiện tại anh đang sống với ai? Sống với mẹ. Là hai mẹ con. Dạ. Nói về mẫu người thì cái đó là gì? Vậy ai cũng hỏi đặt câu hỏi ra thì mình sẽ có những cái mẫu người đó mình cảm thấy thích vậy thôi. Gặp nhau mà cảm thấy thích là thích rồi. Nó đơn, chỉ đơn giản vậy thôi. Thật ra cái mẫu người là hỏi cho vui, mẫu người lý tưởng là hỏi cho vui. Nhưng đôi lúc mình sẽ yêu một người chả giống một cái mẫu người nào mà mình đặt ra cả. Yeah. Đó là trên thực tế là vậy luôn. Nói lại cho người ta cho chắc chắn, cho người ta yên tâm coi chứ để thôi rớt à. Rớt à. Đó, đặt một lại cái vấn đề mà em nói cái giờ da hay cái này kia mà kiểu em không thấy hơi tự ti cái đó thì đó anh thấy không quan trọng đâu. Quan trọng là ví dụ mình gặp gỡ nhau mình cảm thấy tính tình phù hợp, mình cảm thấy vui vẻ đối với nhau. Đó là cái điều quan trọng nhất. Tới em rồi đó. Thì em chỉ làm vào ban ngày thôi. Còn buổi tối thì thường thường là em nếu như mà khách người ta không dồn ép mà dục đặt hàng nhiều thì em cũng nghỉ. Chỉ có đạp xe đạp. Em là có một cái sở thích là đạp xe đạp buổi tối. Đạp xong về em tắm rồi đi nghỉ. Hẹn hò thì em là ngày chủ nhật là nguyên ngày là em không làm gì cả. Đấy còn buổi tối thì buổi tối nào cũng trong tuần cũng được. Từ khoảng 7 giờ tối đến 9 giờ tối. Thế bây giờ các bạn cũng nghe nhau hết trơn rồi. Đây là giây phút các bạn quyết định. Tường sẽ cho các bạn thử cảm xúc với nhau. Tường mời từng bạn trai một sẽ lần lượt qua xin phép nắm tay từng bạn gái. Chị muốn là em nhận... Nắm tay mới nói. Xin phép nắm tay đàng hoàng lịch sự. Cảm nhận gì? Cảm ơn. Em cảm nhận được là anh đã bắt đầu thay đổi về quan điểm lúc nãy anh đưa ra rồi đó. Đúng không? Đúng không? Chính xác. Chính xác. Ủa sao kệ đi, nó làm gì làm mà. Đối mệt quá. Lớn hết rồi. Thôi kệ. Đôi khi người ta bắt được nhịp. Thì sẽ rất không nắm tay em. Nhưng mà em muốn em nhìn anh. Rồi em cảm nhận gì trong con người của anh. Có đủ bình yên không? Chắc bình yên đó thì phải tìm hiểu. Tại bình yên thì mỗi người có mức độ như là cái giới hạn. Rồi, mời. Xin xe đây.
Cô ta làm gì vậy? Run nữa ạ. Thì run hả? Hôm nay đứng trước hai người phụ nữ xinh đẹp và run. Anh có thích làm rễ mình tay không? Anh không có khái niệm là ở đâu cũng được, ở đâu cũng được, ở nhà. Dạ. Nắm tay em anh thấy gì? Mát. Mát rượi luôn, từ giờ nãy trong ghế quay là nóng nhưng mà cầm tay em nó mát. Dạ. Anh cảm ơn. Thì qua cái chương trình anh có một lời nhắn với em thế này, không phải là anh sống ra trưởng nhưng mà cái món mà ở trong Nam miền Bắc anh nấu giỏi như ở trong này dở, nên là hy vọng là em lúc nào sẽ cho anh thưởng thức món ăn ở trong đây. Kính thưa quý vị, như vậy là chúng ta cũng đã chia sẻ giao lưu văn nghệ tìm hiểu. Và mặc dù 30 phút trên chương trình này ngắn ngủi nhưng cũng đủ để cho các bạn cảm nhận được và cũng như có thể dùng cái lý trí để phán đoán xem ai sẽ là người phù hợp với mình. Cơ hội ngang nhau, mỗi người đến đây đều có hai cơ hội như nhau cả. Hãy làm theo đúng trái tim mình mách bảo. Mình là Thúy Kiều, hãy tìm mình trên Speakable nha. Đây là chương trình ghép đôi thần tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Bây giờ là khoảnh khắc quyết định. Các bạn sẽ phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 Em nói cái giờ da hay cái này kia mà kiểu em không thấy hơi tự ti cái đó thì đó. Anh thấy không quan trọng đâu, quan trọng là ví dụ mình gặp gỡ nhau, mình cảm thấy tính tình phù hợp, mình cảm thấy vui vẻ đối với nhau. Đó là cái điều quan trọng nhất. 4 Dạ, em là mẹ đơn thân, ước mơ của nó là có được 3. Đó là động lực để mà em tới chương trình. Dạ, em cũng muốn thương một người thật lòng thương em. Nhưng là em cũng không chọn, có nghĩa là bạn nào còn người vậy, có nghĩa là mẹ em có nói với em là bỏ qua một đứa chồng cũng được, còn lấy để báo hiếu với gia đình. 3 2 Về cảm xúc quá thì em cảm xúc về anh bé xanh nhiều hơn. Tại vì em thấy anh chân thành quá ấy. 1 Và bấm ạ. Bấm. Bấm chưa ạ? Và hết thời gian ạ. Thì chúng ta thấy là có một cặp đôi đã được kết nối tại chương trình ngày hôm nay. Đó là hai bạn cùng ngồi ở chiếc ghế màu đỏ. Bây giờ thì trước tiên Cát Tường xin gửi tặng cho mỗi bạn là một phần sản phẩm cốt súp gà của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Và sản phẩm này không có chứa MSG và không dùng chất bảo quản. Rồi, gửi tặng cho em nha. Để tặng cho em nè, một tay cầm quà thôi, cái này nó nhẹ hiều à, tay kia vẫn phải nắm tay nhau. Và bây giờ thì một nụ hôn để kỷ niệm ngày đầu tiên gặp gỡ của hai bạn trên chương trình ghép đôi thần tốc. Xin mời hai bạn. Wow. Cố gắng sắp xếp thời gian, chúc cả hai bạn sẽ có những cái thời gian tìm hiểu, hẹn hò với nhau thật là thú vị. Giờ đối cặp đôi thành công, chương trình dành tặng cho hai bạn một phần quà. Đó là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speakable vừa ra mắt của nhà MCV, với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Đối với cặp đôi không thành công, các bạn đừng lo nhé, bởi vì chương trình cũng sẽ dành tặng cho các bạn sản phẩm, đó là gói Ruby của ứng dụng Speakable, một ứng dụng hẹn hò với một môi trường an toàn, văn minh và thân thiện, sẽ giúp cho các bạn độc thân tìm được một nửa yêu thương của mình. Và trong ứng dụng này, các bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông mai bà mối duyên dáng nữa nha. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng Netlove. Hãy truy nhập ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình một cách nhanh nhất nha.
Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng chương trình. Ứng dụng Speak Couple sẽ chính thức có mặt trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cộng đồng Speak Couple đang có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón các bạn. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình. Đó là vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba hàng tuần trên kênh MCV Media. Và bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.